Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Hello Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về. Chuyện mình lại lần thứ 797 hôm nay bao gồm những chuyện mang ngắn. Xoay quanh gia đình, thân tộc, dòng họ, chòm xóm của Khang Khang đã gửi cho Việt Thảo. Trước khi đi vào chuyện minh lại lần thứ 797 hôm nay, cho phép Việt Thảo được cảm ơn và giới thiệu những cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lại hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị, tôi là Ali Sạch Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid Obamacare, social security và short-term health insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống Đó là quyền lợi của quý vị Nhớ vào xem nha Alisa xin được cảm ơn Người thợ neo tỉ mỉ Chăm chỉ Đem hết kỹ năng của mình Làm sao cho khách được hài lòng Để giữ vững cái job của mình Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình Có một đội ngũ chẳng những vững mạnh Còn có những sản phẩm tốt nhất Tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình còn những chủ nail supply Họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp Mà họ cần những sản phẩm mới nhất Tốt nhất, độc đáo nhất Để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi Và từ đó Những người dày dạng kinh nghiệm trong ngành nail Đã nghiên cứu và cho ra đời Những sản phẩm dược trội của năm 2019 Do công ty Nitro sản xuất Và một trong những sản phẩm dược trội đó Chính là bột nhúng Nitro còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm dược trội trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA Hãy vào website www.nitronails.com Hoặc gọi điện thoại số 855-747-8584 Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu Cho dù cách xa dạng dặm Nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào Tại Hoa Kỳ số điện thoại 405 525 7650 Hoặc vào website www.nanghuongchadao.com Gia tiếp thị cho Sierra Dentistry Seattle Dentistry gặp vài khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng online. Excel Marketing đã giúp Amy thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách làm tăng thứ hạng của trang web trên Google. Sau vài tháng hợp tác với Amy, số lượng khách hàng của cô ấy đã tăng gấp 2 lần. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giúp các văn phòng bác sĩ, nha sĩ, văn phòng luật sư và các doanh nghiệp gia tăng doanh số và số lượng khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần quảng cáo cũng như giới thiệu của các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ chuyện mình lời hôm nay của chúng ta. Và bây giờ là bức thư bao gồm những chuyện mà ngắn ở trong dòng họ của Khang Khang đã gửi cho Việt Thảo như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là những chuyện liên quan đến ông bà cố. Nhà bà ông và bà cố em ngày xưa đất đai phiền nhiêu nhà nào cũng có hầm hết ở trước cửa nhà có cái cây chuối rất là to cao lâu năm rồi ông cố thì ở nhà có cái cây súng hơi để đi săn tối tối ông hay cầm súng ra hàng ba để đứng canh ăn trộm hồi đó ở sau nhà là giường có mấy cái cây xoài hay bị trộm tới bẻ thời gian đó không hiểu sao người đi đường ngang qua trước nhà ông thì thấy có bóng người tuột từ ở trên xuống cây chuối sau đó thì lại leo lên có khi người ta còn thấy rõ một người con trai tuột xuống và lè lưỡi ra rồi cười hắc hắc Gần đó thì người ta đi coi thầy thì nói là quỷ chứ không phải là ma. Nó sống ở trên cái cây đó và chọc người đi đường. Trong nhà thì ông cố hay gặp nhất. Nó cứ thấy ông em là nó tuột xuống rồi leo lên cây chuối rồi cười hắc hắc. Ông em thấy nó trêu thì không nói gì cả. Chỉ vào trong nhà và giác cây súng hơi ra sau đó đi ra đứng chờ con quỷ đó. Khoảng 10 phút thì nó lại từ trên cây tuột xuống. Ông của em nhắm và bắn một phát trúng chân của nó. Nó làm cái á và rớt một chân xuống đất. Sau đó thì nó cà thọt cà thọt leo lên cây chuối và biến mất. Ông em chạy lại thì chỉ thấy có một dũng máu mà không thấy cái chân đâu cả. Ông bực lắm, và đi vào nhà. Kể từ đó thì người ta không còn thấy con quỷ đó tụt xuống từ cây chuối nữa. Đây là câu chuyện liên quan đến bà cố của em. Bà cố em bán chè, trưa trưa chiều chiều thì bà hay gánh đòn gánh đi vòng vòng bán chè. Lúc này là khoảng 3 giờ rưỡi chiều, bà gánh đi ngang qua trường học để đi về nhà. Vì nhà em gần trường học lúc xưa Đi ngang qua trường học thì bà cứ đi, cứ đi mãi. Mà sao chẳng thấy ai? Và cũng chẳng thấy đường về nhà. Trong bụng bà đã biết là có ma quỷ làm mờ mắt rồi. Vì thế bà dừng lại niệm Phật. Cứ niệm khoảng 30 phút thì nghe được tiếng trống của trường học đánh một cái tùng. Lúc đó thì bà mới mở mắt ra và thấy được từ xa xa học sinh bắt đầu ra về. Còn bà thì đang đứng ở bụi tre bên đường, cách trường học khoảng 100 thước. Lúc đó thì bà mới có thể đi về được. Qua vài hôm sau cũng là buổi chiều và cũng gánh cái đòn gánh chè đi ngang trường học. Lần này thì có một chàng trai ra mua chè. Trong cái nồi chè của bà còn khoảng 7 chén và chàng trai đang hết 7 cái chén chè đó. lúc anh ta ăn thì bà em mới tranh thủ thời gian dọn dẹp nồi chè sau khi dọn dẹp xong đúng lúc người kia ăn xong thì bà em quay mặt lên tính tiền thì không nhìn thấy thanh niên đó đâu cả mà khi bà nhìn vào trường thì chỉ thấy có cái trống nó bị bể một mặt mà được quay ra ngoài nhưng mà từ ở trong cái mặt trống bể ấy có một người con trai chui ra cái mặt tự nhiên nó phình ra như cái mâm, cười hắt hắc khắc và chỉ có một cái chân cà thọt cà thọt chạy tới chỗ bà cố của em. Bà sợ quá la lên và ngất đi. Một lúc sau thì có người thấy và đỡ bà em dậy, về nhà bà bệnh hết cả tuần lễ. Khi tỉnh dậy thì bà kể lại cho ông em nghe, ông em nói với trường học về cái trống đó. Thì vì trường học cũng nghèo nên không có tiền thai chỉ có biết cúng và đốt nhang cho nó thôi cũng kể từ đó thì cũng không còn ai thấy cái gì xảy ra nữa đây là câu chuyện liên quan tới ông bà ngoại ông ngoại em ăn chay ngày xưa đi lính thì gặp ma cũng nhiều ma cục chân cục tai cục đầu là nhiều nhất ma giấu cũng nhiều thời mới giải phóng xong thì ông và ngoại em không ở chung với ông bà, ông cố bà cố chỉ xin miếng đất gần đó và xây căn nhà lá để ở gia đình có tám người con mẹ em thì thứ tư nhưng kêu là thứ năm trên mẹ em thì có ba cậu dưới mẹ em thì có dì thứ sáu lại xưng là thứ bảy còn lại là con trai trong nhà thì bà ngoại là người chứng kiến ma nhiều nhất Chỗ nhà em là trung tâm của cái cù lao. Đi ra tới bến đò đó là khoảng hơn 3 cây số. Từ đường cái đi về chỗ nhà em thì chỉ có 3 cây số, nhưng có nhiều trạm nổi tiếng là có ma. Đầu tiên là nhà máy xây lúa. Thứ hai, cách đó khoảng chừng 400 m là 4 năm cây me ở bên đường. Tiếp đến là cái nhà lầu duy nhất ở Cù Lao lại kế tiếp là cái bờ đê và sau cùng là cái nhà của bà a ngày xưa bị lính mỹ bắn nát đầu do chứa chấp việt cộng ngày hôm đó bạn của bà ngoại là bà tám ở thành phố về chơi chở ngoại đi chợ kinh về trời mưa tầm tã xe cúp chỉ đi được chút xíu là hết chạy được do đất đỏ toàn là bùng kẹt bánh xe không đi tiếp được chỉ dắt đi bộ khi dắt đi đến bờ đê thì xe tự nhiên nổ mái. Bà ngoại em thì đi phía sau xách cái giỏ đồ, mua từ chợ. Mới hỏi, xe chạy được rồi hả? Bà Tám thì thấy lạ leo lên ngồi thử, thì tự nhiên xe nó tự chạy. Bà Tám mới la lên, chị ơi, đừng có đẩy xe. Ngoại em thì đi cách khoảng 2 mét phía sau, mới nói, tôi đâu có đẩy xe đâu đi bộ còn khó hơn sao đẩy xe được lúc này thì cái xe mặc dù bùng nó lúng cả nửa bánh nhưng vẫn chạy bon bon qua cái bờ đê ngoại em cũng đi bộ từ từ qua xe mà khi qua bờ đê thì nó tắt máy nó không chạy được nữa sau đó thì hai người dắt bộ hơn hai cây số về nhà về gần tới nhà thì ngoại em mới hỏi ủa lúc đi qua cái bờ đê em có thấy gì không? Bà Tám mới mặc mày xanh lè xanh lét nói ủa chị cũng thấy nữa à? Em tưởng chị không thấy nên cũng không dám nói dám la lên. Hai người vào nhà và kể lại là lúc xe bà Tám đi tới gần giữa cái bờ đê thì có một người đàn bà mặc một bộ áo bà ba đen, bụng có bầu nhưng mà không có cái đầu. Cứ đi từ từ đi song song với hai người tới khi ngoại em đi qua hết cái hết cái bờ đê thì cái người đó biến mất luôn. Và đây là chuyện liên quan tới cái con cá ông. Ngày xưa con cá ông người ta nói là khi gặp hay là khi lúc nó chết mà mình thấy đó thì mình nghèo tới 3 năm. Chuyện xảy ra là khi ngoại em nghe tin có cá ông dạt vào bờ và đi tới để cầu xin khấn giái. Thì khi tới nơi đó thì nghe người dân đó kể lại là Cái người mà phát hiện ra cá ông trôi vào bờ Mà mắc vào lưới của ông ta, ổng là ngư dân Tuy nhiên chưa bao giờ thấy cá ông nên ổng thấy con cá to quá Nên chạy về kêu một người bạn Ông này thì có kinh nghiệm hơn Ông thấy cá ông thì mặt ổng cũng tái đi Ông biết là không thoát khỏi kiếp nghèo Nên ổng mới nói với ông Thấy đầu tiên là kêu người dân lại cúng bái đi lập đền thờ cá ông luôn ông này mới thở dài và kêu bà con chôn xác lập đền thờ vào đêm hôm đó thì rất nhiều người nằm mơ thấy cùng một giấc mơ thấy một cụ ông già rồi chỉ cao cỡ bằng một đứa bé sáu bảy tuổi râu thì dài mở mùng người ta chui vô và nói nếu có ai bệnh gì đó thì lại cái chỗ chôn ông sẽ ở đây một thời gian cứ việc lấy khăn trà lên cát rồi lấy khăn đó lao mặt sẽ bớt hoặc là sẽ hết bệnh người dân ở gần đó mới đi lan truyền tin này ra và người ta đi đến rất đông tuy nhiên công an thì không tin và không cho người dân tụ lại và cuối cùng là ra lệnh cấm mấy ông còn leo lên đất chỗ chôn đái và ỉa tùm lum nhưng mà có người lên ỉa đái cả tiếng cứ đi ỉa hoài mà không dừng lại được đến độ ra cả mặt xanh mặt đỏ cũng không dừng lại được lúc này thì mới bắt đầu sợ hãi và cầu xin mọi người giúp đỡ rồi người nhà của mấy ông công an đó lại mua đồ cúng và quỳ xin thì khoảng mười lăm hai mươi phút sau mấy ông đó mới hết. Kể từ đó thì công an không dám bất kính nơi đó nữa. Đây là câu chuyện có liên quan tới mẹ. Lúc mẹ khoảng 9 tuổi thì mẹ giận ông ngoại nên bỏ lên Sài Gòn bán quán cơm cho nhà bà hai là chị ruột của ngoại. Mẹ. mẹ em vừa chăm mấy đứa em vừa phải đi lên chợ vào lúc 4 giờ sáng gánh hàng về cho ông ngoại bán. Ngày xưa thì không có đồng hồ, chỉ nhìn trăng thôi. Mỗi lần đi chợ là cả xóm cùng đi, nguyên một team chắc cũng 7 8 người. Trong đó mẹ là trẻ nhất. Hôm đó đang ngủ thì mẹ giật mình dậy, thấy trăng đã lên cao quá rồi, tưởng trễ giờ, nên mẹ lật đật dậy đánh răng và gánh đòn gánh chạy. Tưởng mọi người đã đi hết rồi, ai ngờ trên đường không thấy ai. Mẹ chạy đến nhà máy xây lúa thì dừng lại nghỉ mệt, tay cầm cái non qua lá mà quạt quạt. Thì bất ngờ có một cái cục đá chọi cục đất chọi thẳng vào nón lá mẹ đang quạt nghe cái bích. Mẹ bắt đầu rung rồi mới nói, tôi không có chọc mấy người nên đừng có phá tôi vậy nha. Sau đó thì mẹ chuẩn bị để mà chạy vừa nói xong thì lại có thêm vài cục đất được ném tới. Mẹ sợ quá chạy một mạch tới mấy cây me rồi mới dừng lại nghỉ tiếp. Lúc này thì ở trên cây me bỗng có tiếng cười. Mẹ nghe sợ quá lại chạy tiếp. Lúc này ở trên đường mới có vài người dậy đốt đèn dầu. Mẹ đứng ở cửa nhà người ta chờ ra để đi chung. Ra tới chợ thì mới phát hiện chưa có ai bán cả người ta mới bắt đầu dậy mà thôi đây là một câu chuyện khác liên quan đến mẹ đó là đêm ba mươi tối đen như con chó mực chỉ có ngày mùng một tết nhà ông ngoại mới nghỉ bán hàng thôi đêm ba mươi là ngày mẹ được ông ngoại cho tiền đi làm tóc Năm nay thì mẹ chắc khoảng 14 tuổi, muốn làm tóc thì phải lên chợ Kinh mới có tiệm để làm. Mà mẹ là người cuối cùng sau khi làm tóc xong bước ra khỏi tiệm tóc đó, chắc là cũng khoảng 8 giờ tối. Mẹ cũng sợ ma lắm, nên vừa bước ra cửa là tìm người nào rồi đó để rủ chung, đi chung cho bớt sợ nhìn thấy một người đàn bà cũng khoảng hơn 30 tuổi mặc áo bà ba đen đi phía trước. Mẹ mới chạy lại xin đi chung. Mỗi người xách một cái đèn dầu hỏi thăm nhà cửa ở đâu. Người đàn bà đó nói tên và chỉ nhà là ở trong hẻm gần mấy cây me. Mẹ mừng quá, vì chỗ đó cũng hơn nửa đường rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bà hỏi là mẹ có ăn bánh không? <laughs> mẹ nói hồng tôi không có ăn rồi hai người đi tới chỗ gần mấy cây me thì có cái hẻm nhỏ đường ruộng ngày xưa ở quê em toàn là đường vậy thôi lúc này thì bà đó mới nói nếu sợ thì xách cái vỏ bánh giùm cho bà để bà đi vô nói với nhà một tiếng rồi bà trở ra đưa mẹ em về một khúc nữa mẹ em quá sợ ma nên đồng ý ngài bà đó mới đưa cái vỏ cho mẹ em cầm mẹ em thấy nó nhẹ hiểu à sau đó thì mẹ đứng chờ bà đó. Đợi khoảng 15-20 phút mà không thấy bà đi ra. Mẹ em bắt đầu sợ và bắt đầu rung rồi. Sợ quá nên thử mở cái giỏ ra coi và đã chuẩn bị tâm lý để chạy rồi. Lúc này thì cầm cái giỏ lên mẹ em thấy cái giỏ lần này nó nặng gấp 3-4 lần lúc đầu cầm. Mà mở ra bên trong toàn là đất không à. Mẹ sợ quá nên quăng cái giỏ và bỏ chạy. Lúc đó thì đầu tóc đó cuộn mấy cái cái đồ uống tóc bắt đầu nó rất từ từ. Mẹ chạy tới cái nhà máy xây lúa thì chỉ còn một phần nửa những cái cuốn ở trên đầu thôi. Mà tới nhà máy thì thấy xa xa mập mờ có một người đàn ông đang hút thuốc ở bên đường. Mẹ mừng quá chạy tới thì hỏi là có người ở đây cho nên đứng chung cho đỡ sợ. Khi tới nơi người đàn ông đó thì Mẹ em nhìn mặt ổng Thấy ổng hít vào một hơi thuốc đỏ rực lên Thì mặt ổng bự ra như là cái mâm Sau đó thì ổng lại cười hắc khắc Rồi thở phì ra Lúc đó mặt nó trở lại y như cũ Mẹ em quảng hồn chạy bay cả một chiếc dép Mấy cái lô mà cuốn tóc á, Thì bay mẹ nó hết chỉ còn dính lại vài cái thôi Chạy tới nhà người quen thì mẹ em tông thẳng vô cửa và leo lên giường ngồi miệng thì kêu bà Sáu ơi cứu con. Bà Sáu thì sợ quá tưởng nhà sập nên cứ la lên quay quải. Cuối cùng thì bà Sáu mới đốt đèn ra đứng trước cửa nhà để cho mẹ em đi về. Nhà cách đó chỉ có mấy trăm mét thôi. Sáng hôm sau thì những người quen đi từ chợ về có người thì cầm chiếc dép có người thì cầm mấy cái lô cuốn tóc đem về cho mẹ của em đây là một câu chuyện khác cũng liên quan tới mẹ của em ở bờ sông là nơi mà mẹ và một đám bạn trưa trưa ra cua ra để bắt cua bắt còng bắt cá đến chiều khi nước lớn lên bữa đó thì khá trễ nước cũng lên tới đầu gối rồi một người bạn của mẹ kêu mẹ mọi người về được rồi tuy nhiên khi mọi người chuẩn bị leo lên bờ thì cái vỏ cá của một cậu bạn mẹ em nó bị trôi ra ở bên ngoài cái uh, uh, chỗ nước hơi cao một chút xíu tới cái bụng cậu này thấy vậy mới mò từ từ ra lấy ai về vừa mới chụp được cái vỏ thì giống như có người kéo cậu xuống nước hụp đầu mất đi không thấy đâu cả. Mẹ em và một số người bạn khác quảng hồn mới nhảy ra để cứu. Thì lúc đó kéo được cánh tay, nhưng mà cánh tay của cậu đó trơn quá nên tuột luôn. Thế là cả đám chạy về nhà la lên cho mọi người cùng đi kiếm. Cuối cùng thì tìm được xác của cậu bạn này. Đặc điểm là chân bên phải của cậu này có cái dấu vết bàn tay bầm tím ở phần bên trên mắt cá một chút xíu. Vết bầm của năm ngón tay giống như có cái bàn tay ai nắm chặt vào cái khuỷu chân của cậu mà kéo lôi chìm xuống nước vậy. Đây là một câu chuyện khác nữa có liên quan tới mẹ của em ở từ chợ kinh về bến phà về nhà ngoại em thì cỡ gần bốn cây số ở gần nhà là trường học và có di tích khá nổi tiếng đó là nhà trăm cột em cũng chỉ thấy có một lần còn từ nhà ngoại mà đi về bên trái là xuống đất thánh rồi tới đồng rạch cát cũng cỡ năm cây số hơn từ nhà ngoại em mà đi về phía bên phải thì xuống Long Hữu Tây. Chỗ của ngoại em ở đó là Long Hữu Đông. Chỗ này em cũng chả biết nó dài bao nhiêu vì chẳng có bao giờ đi hết được. Lại nói về đất thánh và đồng rạch cát thì đất thánh là nơi xảy ra câu chuyện tiếp theo sau đây. Nơi này hễ kiều kiều là cực ít người đi ra đường. Nhiều người gặp ma rồi nên ai cũng hạn chế đi lại. Cái đồng rạch cát là nơi đã từng quay phim đất phương Nam. Quay cái cảnh thằng An và võ tòng gì đó cầm cây giáo phi vào thằng Tây. Chết ở đó. Ở trong đó có mấy cái lô cốt, nhà tù rất là nhiều. Bữa đó thì mẹ em đi đồng rạch cát với mấy người bạn hái bằng. Bạn của mẹ em toàn là ở đó nên mẹ em phải đi bộ xuống để nhập bọn lúc về thì đi ngang nhà của một người bạn thân mẹ em mà lúc xuống đồn thì không có cô này đi theo mẹ em ghé vào thì tự nhiên thấy cái cô này cố ngồi trong nhà của khóc khóc hoài không có nín hai con mắt thì nó sưng dù sau đó thì mẹ em vào thì cô đó lại đuổi ra Lúc này thì người nhà của cổ cũng đang đem cái con heo quay về, có mời một ông thầy Pháp đến cúng. Cúng một hồi thì cô này, cổ hết khóc rồi cổ té ngất đi. Thấy vậy thì thôi, mẹ em cũng đi về. Hôm sau mẹ em có qua hỏi thăm thì cô đó mới kể lại là đang đi mua đồ về. Có một người đàn ông hơn 40 tuổi đi lại hỏi thăm. Cô này cũng nói chuyện một hồi. Khi cô này đi gần tới nhà thì ông này tự nhiên quay qua nói với cô này là Cho tôi xin cái lỗ tai cô đi. Cô này mới cười nói, á ông này ngộ ha. Người ta có hai cái lỗ tai tự nhiên ông xin đi một cái. Còn lại một cái coi sao được. <laughs> Sau đó ông cười cười rồi ông quẹo vô cái hẻm đi mất luôn. Cô này đi vô nhà. Khi vô nhà thì lúc đó khoảng 12 giờ trưa. Cổ ăn cơm xong thì cổ ngồi, cổ nói chuyện một mình ở hàng ba. Mấy đứa con nít thường ngày dẫn qua chơi thì tự nhiên cô này hôm nay lại đuổi đi. Chẳng những vậy còn cầm chổi, dí theo đánh mấy đứa nhỏ, miệng thì kêu cút đi, cút đi, tao không có chơi với mày nữa đuổi mấy đứa nhỏ đi thì sau đó cổ quăng cây chổi cái cổ ngồi khóc khóc hoài không nín khóc cho tới chiều làm cho con mắt sưng thì người nhà cô này mới biết là có dông đi theo nên mới đi mời ông thầy về để mà giúp đỡ ông thầy về ông mới nói là cô này bị dông đi theo mà cái dông này đặc biệt là bị mất một cái bên tai thấy cô này họp nên mới đi theo thì bây giờ ở nhà mua đầu con heo quay về cúng rồi thì ổng sẽ không theo nữa chứ uh, không thôi đó Coi dòng nó cứ theo đòi cái lỗ tai hoài thì sau khi cúng xong rồi thì người ta mới uh, trả tiền cho ổng thì ổng có lấy sau khi cúng xong thì mọi chuyện yên hết không có gì xảy ra nữa đây là một câu chuyện nữa có liên quan tới mẹ của em. Hồi đó ở quê mẹ em có quen cái anh đó cũng ở gần nhà. Mà ngoại thì không chịu. Thành ra hai người đành phải chia tay. Mẹ ngoại của anh đó cũng 65 tuổi. Một hôm đang ngủ, tự nhiên tắt thở, chết. Chết mà không có nguyên do gì, sau đó thì cả nhà mới làm đám ma. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi lúc chuẩn bị đóng nắp quan tàng lại tài lại thì bà đó tỉnh dậy và ngồi dậy. Cả nhà hết hồn tưởng là có linh miêu nó nhảy ngang thành quỷ nhập tràng cho nên sợ quá mới mời ông thầy cúng ra xem. Lúc này thì bà đó tỉnh dậy thật mà bà tỉnh dậy không phải tỉnh dậy rồi chết mà là sống lại thật chứ không phải giống như khi linh miêu nhảy qua rồi sát ngồi bật dậy tỉnh rồi lại chết đi cả nhà sợ là bà bị ma nhập nên đi mọi nơi nhờ thầy về để trừ tà nhưng mà mấy ông thầy này đến nơi xem rồi đều nói là bà này bình thường, không có bị gì cả. Khoảng 4 năm sau, thì bà đó bị bệnh. Trước lúc chết, bà mới khai thiệt. Cho mọi người biết, tại sao lần đó bà chết đi và sống lại. Mà suốt 4 năm qua bà không nói, tới bây giờ bà mới chịu nói, vì bà biết bà sắp chết bà kể rằng lúc khi bà chết bà đi xuống dưới âm phủ thì ở dưới đó đọc tên mà không có tên của bà bà mới bị đầu trong mặt ngựa đuổi lên nó còn căn dặn là bà sống lại đó nghe lên trên dương thế bà không có được kể chuyện bà xuống dưới này nếu bà kể chuyện xuống dưới này tôi lên tôi bắt bà xuống luôn thế là bà im miệng bốn năm trời không nói cho đến khi bà biết bệnh gần chết bà mới khai thiệt cho mọi người nghe đây là một câu chuyện khác cũng liên quan tới mẹ có thời gian mùa khô ở dưới quê em mất nước hạn hán quá nên phải đi xuống dưới đất thánh để gánh nước về để tắm rửa nấu cơm giặt giũ ngày nào thì mẹ em cũng đi xuống dưới đó để gánh nước lúc đó thì mẹ có quen được cái cô đó cũng trên đường gánh nước về mà nhà cổ thì ở đất thánh luôn nên gần hơn là nhà của em cổ có một đứa con khoảng ba bốn tuổi gì đó cô kể cho mẹ em là cô mang thai lần này là lần thứ ba rồi mới đẻ ra bé này hai lần trước cũng đẻ con gái nhưng mà không hiểu sao tới ba bốn tuổi là chết mà khi chết thì cũng cỡ tuổi con bé này mấy hôm sau thì mẹ em trên đường đi đi ngang qua ruộng nhà cô đó mới thấy có một đứa bé giống như là con cô đó nhưng mà không phải con của cổ Đứa bé cứ đứng trên ngôi mộ Nó nhảy qua nhảy lại Mẹ em mới nghĩ trong bụng là Con cái nhà ai trưa nắng Mà ra mồ mã đứng nhảy nhót Khi mẹ em lại gần Thì mới nghe thấy đứa bé đó Vừa nhảy vừa nói một mình Mộ này là của tao Nó nhảy qua bên kia nó nói Mộ này cũng là của tao Nó nhảy lỡ nó là mộ này cũng của tao Nó cứ nhảy qua nhảy lỡ cứ nói Mộ này là của tao Mộ này là của tao khi mà mẹ em lại gần cách khoảng 4 mét thì đứa bé đó tự nhiên nó bị té xuống giữa hai ngôi mộ. Sợ quá mẹ em chạy tới xem thì chẳng thấy đứa bé đâu cả. Mẹ em hết hồn chạy vào nhà của cô đó kể lại. Cô đó mới nói chắc là dông hồn con của cổ. Qua hôm sau, cổ đi nhờ thầy về thầy về thì nói là cái đứa con của cổ hiện giờ nếu mà không phát hiện sớm ra chuyện này là sẽ chết tiếp như hai đứa kia ông đó nói là cái con nhóc này chết mà nó muốn đầu thai trở lại nên nó mới làm cho mấy con của cô chết để nó được đầu thai em kể lại câu chuyện này thực sự mà nói thì em cũng không rõ trường hợp này như thế nào em chỉ nghe mẹ nói loáng thoáng là con lộn con gì đó cho nên em không dám đề, phập, đề cập tới vấn đề cái trường hợp gọi là con lộn con sau khi mà ông thầy làm phép gì gì đó thì sau đó cũng không ai còn thấy đứa bé đó nữa và đứa con sau này của cô này đã được lớn lên một cách bình bình, yên yên. Đây là một câu chuyện khác cũng liên quan tới mẹ được kể lại. Mẹ nói rằng hồi nhỏ đó em bị bệnh quay bị, đi khám bác sĩ gần nhà thì ổng chữa không có hết. Nó gần di chứng sang diêm màng não. Mẹ em khóc quá trời. Dẫn đi bệnh viện Nhi Đồng 2 Em còn nhớ rõ là có cô bé kia bị bệnh nổi trái rạ Nhưng mà cô bé xinh lắm Tuy mặt có cái cục trái rạ nhưng mà nhìn vẫn đẹp như thường Lúc đó thì à, mình còn nhỏ quá à, Mới 5 tuổi thôi chưa biết cái gì hết Thì em kết bạn với con bé đó Mẹ em cũng nói chuyện với mẹ nó Mà phòng bệnh thì hai phòng kế bên nhau ở trị được vài ngày thì bác sĩ nói em chút nữa là bị lấy tủy rồi. Em thì không có chơi với mấy thằng con nít cùng phòng. Nó cũng bị quay bị giống em. Mà có vẻ nhỏ hơn, nhỏ hơn. Em coi bọn đó như là con nít răng tại nó mới có 3-4 tuổi thôi. Mà bài đặt đòi chơi với em 5 tuổi. Với lại em bé kia làm sao được. <laughs> Nằm mơ đi. <laughs> Lúc đó em nhỏ mà em dám nghĩ tới như vậy. Vì bệnh nhẹ nên cái bọn con nít đó nó về sớm. Mà về sớm thì tối mẹ và em chỉ ngủ mình ên phòng đó thôi. Sợ lắm. Mẹ em đêm đầu tiên ngủ thì cứ nghe tiếng cửa tủ nó cứ mở ra đóng vào. Rồi dây mùng á, thì cứ tự nhiên rớt xuống. Cái gì kỳ vậy? Cái tủ bình bình đi nghiêng để đó mắt mới gì mở tủ ra đóng vào. Dây mùng ta cột chặt tự nhiên rớt xuống như có ai tháo ra vậy sợ quá nên mẹ em cứ niệm Phật liên tục. Được khoảng 2 tiếng thì mẹ em giật mình dậy. Là tại vì tự nhiên có cái người nào đó đẩy mẹ em. Vừa đẩy mà vừa nói vô tai. Trả chỗ này lại cho tao. Chỗ này là của tao. Mày đi chỗ khác đi. Mẹ sợ quá mới ẩm em đi qua phòng kế bên phòng của cô bé đã gõ cửa xin cho ở nhờ. thì phòng cô bé đó cũng chỉ có mẹ cô bé với cô bé đó. bé đó và hai mẹ của thằng nhóc chắc ba tuổi cóc ké. qua đây mẹ em kể lại cho mẹ bé đó nghe thì mẹ bé đó cũng nói bên đây cũng bị à, có người đuổi đi cuối thùng thì hai bên mở đèn ngủ luôn cho tới sáng. Y tá chuẩn bị lại chích vào đích em Xong rồi thì lại về phòng bên kia Khi xuất viện thì em về trước cô bé đó Em đã cho cô bé đó Cái đồ chơi là con siêu nhân khủng long của Mỹ ngày xưa Cô bé đó lại cho em cuốn truyện Doraemon Cuốn đó em còn giữ tới giờ lúc chia tay em khóc nhiều lắm bé đó cũng khóc trông có vẻ cũng khổ tâm lắm một cơn mưa đi qua để lại từng ký ức anh và em tìm em trong cơn mưa anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi nếu em có đọc được những dòng chữ này mà anh đã viết lúc này thì xin hãy nhớ anh mãi mãi yêu em và chờ em, em nhé. Và từ ấy, ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ. Là... Đây là một câu chuyện khác nữa cũng liên quan đến mẹ em kể lại. Gần tới lễ Phật đảng thì nhà em và mấy bà hàng xóm rủ nhau thuê xe 15 chỗ đi châu đốc cháy. Nhà em thì ở Gò Dấp, Lần này có em đi theo Khi đi tới Châu Đốc với bà Thì mình mướn khách sạn ngủ Mọi người đều biết cái khách sạn là cái bu điện Chắc ai đi rồi cũng biết hết Ngay đầu cái đường Và gần kế bên cái miếu dưới bà Từ nhà em thì sáng đi Tới chiều 3 giờ tới Khi vô nghỉ ngơi ở khách sạn tới chiều Là cùng nhau rủ nhau Mướn xe lôi cho nó kéo đi vòng vòng Kiếm quán ăn và đi chợ châu đốc tiện thể bánh canh cá lóc ở ngay cổng chợ chợ châu đốc ngon lắm xin được giới thiệu để mọi người có thể đến ăn đó là cái quán đối chính giữa bản hiệu chợ châu đốc khi ăn no nê rồi thì mua đồ quần áo ở chợ đó đi vòng vòng chơi rồi cỡ tối tối đi với bà rồi mới đi chợ ở sau chùa dưới bà và đi chợ mua đồ xong thì về khách sạn cũng 12 giờ. 12 giờ hơn. Ngồi nói chuyện xong thì em ngủ mất xác. Mẹ em thì cũng buồn ngủ nhưng mà cái phòng hơi chật, khoảng 7 người bên nhà em, có dì và cậu, thêm em nữa là 5 người, ở một phòng kế bên là 8 người bên hàng xóm ngủ một phòng. Chưa tính đám con nít thì bay qua phòng em có nó, bọn nó ba đứa là 16 người. Mẹ em thì dễ thức chất nên có tiếng động liền mơ màng mở mắt ra ngay. Mẹ em đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng con nít nó chạy giỡn ầm ầm. Mẹ em ngồi dậy thì tưởng cái bọn con nhóc hàng xóm đi theo nó không ngủ nó phá. Ai về nhìn lại thì thấy ba thằng nó ngủ thẳng cẳng từ lúc nào rồi, miệng thì chảy ke tùm lum Mẹ em nghĩ chắc là do con nít con ai ở ngoài nó chạy nhảy liền ra mở cửa. Thì chẳng thấy ai cả. Mà hành lang thì nó cứ tối om om Nhìn cũng sợ lắm. Lúc đó thì mẹ mới niệm Phật và nói là tôi đi cúng vía bà làm ơn làm phước. Tôi không có chọc tới mấy người. Mấy người đừng có phá tôi nữa. Khấn giái xong một chút thì mẹ không còn nghe thấy con nít và cái tiếng giỡn rầm rầm nữa. Đây là một câu chuyện khác cũng liên quan về mẹ đã kể lại. Đó là vào năm em học năm nhất là năm 2012. Nhà em có 10 người và ba mẹ con cô hàng xóm đi Đà Lạt chơi. Vào ngay cái mùa Euro năm 2012, em còn nhớ là trận tứ kết. Thuê xe 15 chỗ ngồi từ công ty du lịch có hướng dẫn viên luôn, ở khách sạn River Prince 4 sao. Nghe nói thế vào thì có 3 phòng nhà em mười người thì chỉ họ hai người mẹ bạn của mẹ em kêu là gì cô bảy và ba mẹ con cô hàng xóm một phòng còn lại con trai được rửa vào một phòng ở đêm đầu tiên thì mẹ em đang ngủ tự nhiên nghe có tiếng nước nó chảy mẹ lật đật ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh xem thì không thấy gì cả ha <laughs> mẹ lại đi ra tiếp tục nằm ngủ thì lại nghe tiếng nước cháy. Mẹ lấy làm lạ tò mò đi vào phòng coi thì cũng không thấy nước chảy và không nghe tiếng động nữa. Xong mẹ trở lại nằm trên giường tiếp tục ngủ. Khi ra tiếp tục ngủ lại nghe tiếng nước chảy nữa. Mẹ thấy thôi rồi, không cần phải đi coi, mẹ chỉ lo niệm Phật và cũng năn nỉ đừng có chập phá nữa. Vậy là hết. Qua hôm sau thì tối mẹ đang ngủ. Nghe có tiếng giống như cô hàng xóm kêu cửa. Cái cô hàng xóm mà đi chung với mẹ đi chơi đó. Mẹ nghe rõ ràng tiếng cổ kêu cửa. Thì cổ giật, mẹ giật mình tỉnh dậy. Định lóng tai nghe thì lại thấy cô hàng xóm đang nằm ở giường kế bên. Sau đó mẹ em ngủ lại. Khi mẹ mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng của thằng anh họ em kêu cửa. Mẹ giật mình dậy, mẹ đi ra mở cửa thì chẳng có ai, nhìn thì nó tối om om không có gì hết. Sáng dậy mẹ hỏi tối qua có ai kêu cửa không thì thằng anh họ em nói không, cả đêm qua đi chơi về mệt ngủ li bì, đâu có kêu ai đâu. Đây là các câu chuyện liên quan đến cậu và mỡ của em. Hồi nhỏ cậu 2, cậu 3, cậu 4 sống với ngoại. Anh em lớn làm nông. Tối tối thì đi chơi với nhau. Có lần nhậu xỉn thì rủ nhau vô nhà lầu ngủ. Khi nói về nhà lầu thì mọi người tưởng là nhà lầu nó có nhiều tầng và không có phải. Nó chỉ có một tầng thôi, một lầu thôi. Ngày xưa là do ông Tây ông xây và chỉ có một mình ổng ngủ được chứ không ai ngủ hết. Trước giải phóng, ông ngủ à, với nhà của ông. Nhưng mà sau giải phóng thì cái nhà nó bị bỏ hoang Ông cũng đi Mỹ luôn. Ngày trước ông ngủ thì muốn ngủ ngon. Ông cũng phải bỏ ra khá nhiều công phu. Ông cũng phải có dao, có súng để trên đầu. Ông làm cho Mỹ nên cái nhà à, có khi một tháng ông về ngủ có một lần. Bởi vậy cũng coi như là cái nhà bỏ hoang Thì ba ông cậu của em trẻ mà leo rào vào nhà cũng không có gì nên không có khóa ở dưới quê xưa nó vậy chả có trộm cắp gì rồi ba người vào nằm trên bộ gián khi ba người đã nằm yên trên bộ gián tự nhiên có người khều cái chân sau đó lại nghe tiếng ngựa nó phi nó cởi cái đèn dầu á thì bị tắt phục đi rồi lại nghe có tiếng người đuổi không cho ở đây nằm thế là ba ông chạy mất luôn. Khi lớn lên chút xíu thì cậu hai em chạy trốn đi lính Mỹ. Trốn lên núi Le ở Xuân Lộc Đồng Nai. Lên đó có giường điều, cậu hai làm thuê và lấy vợ trên đó. Ông sau này tối tối lái xe thì bị nó hù cho té xe hoài. Riết khỏi sợ nữa. Ông nói rằng bây giờ mày hù tao thì tao tông thẳng vô mày luôn cho biết mặt. Cậu ba thì cũng trốn, nói về cậu ba thì ông là người không sợ ma lắm, dạng nhất trong ba người. Cậu ba lúc đầu thì trốn đi lính trên cái ghe của người quen. Ông lại thích câu cá nên đêm đêm hay câu. Mà lâu lâu thì nghe cá nó dãy đùng đùng, rồi ông kéo lên. Ông bắt cá bỏ vô trong rọ, sáng dậy dòm lại trong rọ toàn là đất không. Qua hôm sau ông có ngồi câu cá cá nó dậy đùng đùng bắt được bắt cá bỏ vô rộm chút xíu ổng coi lại liền ổng không để tới ngày mai thì rõ ràng toàn là đất không cậu ba em mới nói lớn lên là tôi không có chọc phá mấy người nên mấy người đừng có chọc tôi nữa làm ơn làm phước đi nói xong ổng niệm ma di đà phật rồi ổng ngồi câu cá tiếp thi lần này ổng câu đúng là con cá thật Một thời gian sau bà ngoại em bị bắt do để cho cậu hai cậu ba trốn đi lính. Cuối cùng thì bà ngoại cùng với mấy người con, à, mấy người cũng có con trốn đi lính cũng bị bắt giam hết, rồi giam một đêm ở trong cái nhà lầu đó. Đêm đó ngoại kể lại đang ngủ thì nghe heo chạy mà nó chạy cả bài ở trên lầu, rồi lại nghe tiếng con nít khóc, rồi con nít nó cười, y như là đang có người cặp nó vậy. À, sau đó thì cái mùng mà ngoại văn thì dăn mùng ai văn không chặt bao giờ, vậy mà nó rớt xuống, lên cột lại nó rớt nữa rồi cũng lại có tiếng người nói vô tài ngoại kêu rủi đi không có cho ngủ ở đây suốt đêm như vậy ngoài chịu không nổi cuối cùng thì thấy là không có làm được gì hết thì những người mà bắt ngoại với những người giam đó mới cho về nói về cậu ba sau khi trốn trên ghe xong thì cậu lại trốn ra cà Mau cũng là nhà người quen của bà ngoại lần này thì cậu trốn ở cái nhà gần biển à, làm nghề đánh bắt cá. khi cậu ba ra tới cà mau là buổi sáng, trốn đi cả đêm nên mệt, ổng ngủ tới trưa thì người quen đó mới kêu cậu dậy ăn cơm. ăn cơm trưa xong, ổng nằm thiêu thiêu trên bộ gián, cái bộ gián đó nằm đối diện cái bàn thờ Phật bà. bàn thờ thì có một tấm rèm che phủ xuống, ổng đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên ổng thấy lạnh tự nhiên nó lạnh quá. Ông mở mắt ra thì thấy từ ở trên, bên dưới cái rèm bàn thờ đó, có người chui ra. Một người đàn bà mập thù lù mà tóc thì dài, nhảy xuống dưới đất. Rồi ngồi lên cái bụng cậu ba em đánh, đánh túi bụi vô mặt của ổng. Cậu ba sợ quá mới la lên. Sao bà đánh tôi? Sao bà đánh tôi rồi dùng tay đỡ như thế này? Rồi cậu ba nói là tôi đâu có làm gì bà đâu sao bà đánh tôi? Vừa nói xong cái bà đó ngừng đánh. Sau đó bà đó hả họng ra. Rồi ói một dũng máu lên người cậu ba. Ói xong thì bà nhảy xuống đất. Rồi đến phía dưới cái bàn thờ dán đệm lên rồi chui vào. Cậu ba thất thần một chút rồi đứng dậy đi ra nhà tắm để tắm. Thì khi nhìn lại thì bộ đồ vẫn còn ướt. Nước biển màu đỏ đỏ tanh tanh vẫn còn dính ở trên người. Cậu ba mới tắm rồi giặt đồ sau đó lên bộ gián nằm tiếp. Ông nằm xuống rồi nhìn lên bàn thờ. Sau đó, ông nói, tôi không có tin. Bây giờ bà có giỏi bà làm gì cho tôi tin đi. <laughs> ông vừa nói xong, thì từ ở trong cái tấm rèm bàn thờ đó, có nguyên một cái cục màu đen thui bay ra trước mặt của cậu ba. Sau đó từ trong cái cục đó có một bàn tay mập lù thò ra nắm cái cầm của cậu ba giật một cái. Sau đó thì cậu ba mới nói sợ quá nó thôi 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 được rồi tôi tin rồi đừng có phá nữa. Lần này thì nó mới không có phá rồi cái cục đen đó bay vô trong đèn đó mất. Sau lần đó thì cậu ba đi tìm người quen của ngoại hỏi ở trong nhà có ai mập mập mà phụ nữ lớn tuổi rồi bị chết không lúc này người đó nói không có nhưng mà cách đây một tháng thì có vớt được một xác phụ nữ vượt biên bị trôi vào bờ người đó cũng mập mập cậu em cậu ba em mới kể lại mọi chuyện thì người quen của ngoài mới lập cái bàn thờ riêng sau đó cúng bái đầy đủ cậu ba em kể từ đó hết thấy người đàn bà đó nữa gia đình người quen của ngoại kể từ đó làm ăn cũng khá lớn. đây cũng là một câu chuyện liên quan đến các cậu và mợ của em nói về cậu tám và mợ tám em quen nhau khi mà chưa cưới thì ngoại cấm cản hai người lúc mùa điều ngoại ở trên long khánh hái hai người mới đi xe đò ra xin ngoại nhưng mà ngoại không cho bỏ bê công việc ở trên Sài Gòn về sinh nhưng mà không có thành. 3 giờ sáng hai đo giờ 3 giờ sáng ngày hôm đó thì hai người mới ra đón xe đò để đi về Sài Gòn. Nhà thì ở trong tú ở vườn điều, đi bộ hơn đi vào thì hơn hai cây số nên hai người phải dậy sớm chuẩn bị rồi đi bộ từ từ ra quốc lộ 1A. Hai bên toàn là vườn điều, chẳng có đèn đuốc gì hết, chỉ có cái đèn pin mà rọi để thấy đường đi. Đang đi tới cái con dốc thì tự nhiên đối diện có bóng người từ trong rừng điều kế bên đi ra cách đó khoảng 30 thước. Sau đó thì cái bóng đó giật giờ giật giờ không có nửa thân dưới, chỉ có thân trên đi hướng ở bên kia đường vừa đi vừa cười. Hai cậu mở đi mà không ai dám lên tiếng, sợ nói ra người kia sợ, cứ như vậy mà cái bóng đó lướt qua đi ra tới quốc lộ lên xe thì lúc đó hai người mới hỏi khi nãy có thấy gì không cả hai đều sợ nói mặt cười cười mà không có cái thân dưới kể từ đó là không dám đi khuya khi ra vườn điều chơi nữa đây là những câu chuyện liên quan đến bà con hàng xóm họ hàng ông sáu của em của bà ngoại có cái chiếc xe đạp cuộc ngày xưa xe để chạy đua có gắn thêm cái yên phía sau một lần lon ton tự động đạch cát chạy về nhà đi ngang qua đất thánh thì mới thấy có một cô nữ sinh mặc áo dài trắng đẹp lắm cô này đứng giơ tay xin đi nhờ <laughs> ga lăng là cái bản tính của dòng họ mà nên ông sáu mới stop lại rồi mời cô lên xe. Khi cô gái vừa ngồi lên thì ông sáu chưa kịp đạp thì cái xe nó tự chạy mà nó chạy rất là nhanh. Ông sáu chỉ còn biết thả hai chân ra. Ông quay lại phía sau thì chẳng thấy ai cả. Nguyên cái khu đất thánh này khá ít nhà dân mà gặp buổi trưa chiều 2-3 giờ người ta trong nhà chứ chẳng ai ra nắng làm gì. Thế là cái xe nó cứ chạy, nó cứ chạy, chạy mãi cho tới khi đến cái khu hơi đông dân và có người đi ngoài đường thì cái xe nó mới bắt đầu dừng lại. Khi dừng lại thì ông Sáu em nhìn xuống thì ôi thôi mất mẹ nó cái sơn dây rồi. Tức là cái dây sơn để gắn vào đạp xe. Cái dây sơn nó mất tiêu mà chiếc xe vẫn chạy. Thế là ông đành phải dắt xe đạp đi bộ tàn tàn về. Kể từ đó, ông Sáu bỏ đi cái tật đi chơi ở đồng rạch cát và bỏ luôn cái tật cho đi nhờ, nhất là đối với mấy cô nữ sinh xinh đẹp. Đây là một câu chuyện khác nữa cũng liên quan đến bà con. Về phía bà con xa của em có cái ông tên là Gáy. Ông bị bể giọng nên nói chuyện giọng gió Nên ông chết cái tên luôn Người ta gọi ông là ông gái Ông mê đánh bài Mà tính ông sợ ma lắm Nên lúc nào khi mắc đái Ông cũng rủ ai đó đi theo Ông đánh bài ở bên nhà hàng xóm Thì thua sạch tiền đi Chán quá ông mới đi về Vừa đi ra khỏi cửa đi tới mấy cái khạp nước Mấy cái này là cái ô bê tông mà đựng nước to người ta làm bằng xi măng cao tới vú của người trưởng thành. Ông vừa đi tới đó thì mọi người nghe cái a xong rồi nghe cái bịch thì ở trong nhà hết hồn chạy ra coi thì thấy ông nằm một đống ông xỉu đó té đái ra quần luôn. Mọi người mới khiêng ông vô xong ấn cái huyệt nhân trung cho ông tỉnh dậy thì ông mới kể lại cho mọi người nghe lúc ông đi ra tới đó thì ông nghe có tiếng bước chân ở sau lưng ông quay lại nhìn thì thấy có một người đàn ông không có cái đầu đang chờ tới chỗ ông sợ quá ông té đáy trong quần ông xỉu luôn đây là những mẫu chuyện khác nữa là cái mẫu chuyện mà ở bên trên khi em có kể về cái nhà của bà A bị lính Mỹ bắn nát đầu Ngày xưa bà đó bao che cho việc Cộng ở phía sau nhà. Cái hầm trú ở dưới mấy cái vỏ dừa, lấp bên trên cái hầm. Thì khi lính Mỹ vào, nó xót không có. Nó cầm súng, nó bắn thẳng vào đầu bà luôn. Cho nên bà chết mà cái đầu bị nát hết. Sau đó thì tối tối ai đi ngang qua nhà bà A cũng thấy có một bà già. Cái đầu thì bị nát, cứ lăn từ bên này sang bên kia đường rồi lăn trở lại. Đây là câu chuyện khác nữa. Bạn của ngoại ở Long Hữu Tây có thằng con và đứa con dâu. Hai vợ chồng đẻ ra thằng nhóc được 3 tuổi. Biết nói, biết đi rất là rành. Có một điều là Đứa con thứ hai ra đời mà đêm đến là nó cứ khóc hoài, dỗ nó không có chịu ý. Chuyện xảy ra được cả tuần thì trong bữa cơm tối, cái thằng nhóc ba tuổi nó mới nói với cha mẹ nó là Ở trong nhà mình dạo này có cái ông già cứ nhảy tới nhảy lui khắp nhà. Thành ra em con nó mới khóc hoài đó. Nói xong nó còn chỉ lên trần nhà. Nó nói, đó, ông đang đu trên đó kìa hai vợ chồng sợ quá nên đi nhờ ông thầy nào đó về trừ ông thầy đến nơi mới cho biết là cái vong này là một ông già nhà này là nhà của ông ngày xưa ông muốn giữ nhà vì vậy bây giờ chỉ cúng cho ông thì mới phù hộ nhà thôi không có sao hết rồi ông thầy mới chỉ cho cách làm cách cúng và theo cách chỉ dẫn đó thì cuối cùng ở nhà mới hết chuyện, đứa bé mới thôi khóc và người con trai 3 tuổi mới không thấy có cái ông già đeo đu đi từ chỗ này qua chỗ kia ở trong nhà nữa. Đây là một cái câu chuyện khác nữa. Câu chuyện xảy ra ở khu đất thánh. Có cái bụi tre cũng khá nhiều cây mà không ai dám chặt cả. Lâu lâu người đi đường sẽ thấy một cái cục lửa lăn qua lăn lại, rồi nó có tiếng kêu, tiếng khóc, cười, tiếng vang lên, kêu khóc đủ hết ở trong bụi tre đó. Một hôm có một bà gần nhà ở đó, bà thấy vậy bà mới cầm dao ra. Bà vừa mới chặt vào bụi tre một nhát thì ở trong bụi tre nguyên một cục lửa chạy ra lăn vào người của bà làm cho bà bị té xỉu đi. Sau đó thì người nhà mới khám phá ra bà nằm xỉu đó đưa về nhà. Rồi bà mới kể lại cái câu chuyện xảy ra như đã vừa kể ở trên. Sau vài ngày thì bà qua đời. Đây là một cái câu chuyện khác. Ở dưới Long Hụ Tây có cái đường đang ngăn cách ruộng dẫn ra sông mùa lúa chính cao thì không thấy cái cuộn đường đó đâu cả tại vì lúa mọc cao mà vậy mà ông thọ bạn của ngoại lại chạy xe máy đến gần tới sông được rồi sau khi chạy tới nơi rồi ông đâu có về được ông phải mướn người khiêng xe về về nhà ông mới kể lại là Thấy ổng chạy trên con đường rộng lắm, vừa chạy, vừa hát, vừa ca, mà con đường rất mát mẻ. Ông chạy qua con đường đã rồi, khi ông sực tỉnh lại thì đã thấy tới con sông cai. Đây là một câu chuyện khác nữa. Cái bến đò kinh nước mặn là một bến đò nhỏ. Thường thường thì chỉ có cái phà nhỏ chở được một cái xe tải và phần lớn là toàn xe gắn máy chở qua sông hiện tại thì đã xây cầu rồi đi an toàn hơn nhiều so với lúc đi phà chiều chiều thì mấy em học sinh áo dài thước tha dính đầy bụi đỏ đạp xe có xe máy có tấm ba có đi bộ cũng có còn mấy đứa nhóc gần đó thì chạy ra tắm sông nhưng mà một ngày nọ trong lúc tắm xong thì có một đứa bị dọt bẻ và có mấy đứa bạn phát hiện nhưng mà cứu không được. Gia đình cũng lặn xuống tìm, thậm chí là thuê cả thợ lặn nhưng mà vẫn không thấy xác. Vào ngày thứ ba sau khi vụ việc vào ngày thứ ba, sau khi mà cái 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 vụ việc xảy ra thì có một người phụ nữ trung niên đi về quê đứng chờ đò ở đó thì vô tình nghe được cái sự việc người ta kể người phụ nữ này mới hỏi thăm và tìm đến gia đình có cái đứa bé xấu số, số đó bà xin gia đình cho biết ngày tháng năm sinh tên tuổi rồi sinh gia đình đó một bó nhang sau đó thì bà đã đứng ngay cái bờ đò chỗ mà đứa bé bị chết đuối lấy nhang ra đốt nhang, nhắm mắt lại, niệm cái gì đó không ai nghe rõ. Tầm cỡ khoảng 5 phút sau thì bà mở mắt ra, sau đó cắm nhang xuống nền đất, ở đó rồi bà kêu gia đình đứa bé chờ. Tầm khoảng 30 phút sau, không ai có thể tin được một điều là xác đứa bé đã nổi lên ở ngay cái chỗ bị chết đuối lúc này thì cái xác đã trương phòng lên bốc mùi hôi thối rồi gia đình của đứa bé rất là cảm ơn và hậu tạ nhưng mà bà không nhận sau đó kể lại một cách đơn giản là đứa bé đã bị ma da kéo chân chết khi kéo xuống rồi nó giấu xác ở đó không cho đứa bé nổi lên phải nhờ cho đến khi có một cái bà trung niên đó đến làm cái gì đó thì xác đứa bé mới được nhả ra và đã nổi lên Đây là một cái câu chuyện khác nữa. Đám dỗ ở quê thường tổ chức buổi trưa. Khi tổ chức thì mời bà con hàng xóm đến để ăn uống. Chỉ đơn giản có vậy. Ông Bảy Lé trong xóm hôm nay mặc quần áo đẹp đi đám dỗ người bạn. Nhưng mà gia đình có đám dỗ lại không thấy ông đến. Con cháu trong nhà đợi tới chiều cũng chẳng thấy ông về. Cả nhà bắt đầu đi kiếm. Đi vòng vòng trên đường kiếm cũng không có. Cả nhà nghi ngờ rồi mới dắt theo chó vào mấy cái gò mã nghĩa địa kiếm. Cuối cùng thì thấy ông bậy lé đầu và phần trên đang kẹt ở trong đám gai mà không trầy chút nào. Miệng ông thì đang nhai đất vừa cười vừa nói vừa nhai đất khi cả nhà vào không thể nào kéo ông ra được đành phải chặt cái đám gai đó sau đó lôi ông ra nhưng mà khi lôi ông ra ông lại hét lên thả tao ra tao đang ăn đám dỗ mà tụi mày sao lại không cho tao ăn nữa vậy sau đó thì cả nhà kêu đứa con nít đái ra rồi tạt nước tiểu vô mặt ông thì ổng mới tỉnh lại khi tỉnh lại ông chỉ kể, kể là ổng thấy mấy bạn ổng dắt vô cái nhà rộng rãi mát mẻ ăn mấy món ăn ở trong đám dỗ thiệt là ngon. Chỉ có vậy. Đây là một cái câu chuyện khác nữa. Gần nhà ngoại có nhà của ông Tư. Ông Tư này khá đặc biệt. Tối đó thì ổng đi mua sĩ rượu uống, sau đó về nhà. Đêm đó thì ở trong nhà ông phát ra tiếng động lạ. Nhưng mà một lát rồi nó im. Sáng hôm sau, ông đi ra gặp ngoại kể chuyện uống cà phê. Ngoại nhìn thấy ổng thì hết rồi Mặt mũi ổng sưng như cái bánh bao. Tay chân thì bầm tím hết. Ông ngồi kể lại là tối qua nửa đêm, tự nhiên ông giật mình dậy thì thấy có cái bà nào đó lạ, lạ quắc à, mập thù lù mặc bộ đồ đen. Cứ thế mà bay vô đánh ổng. Đánh được vài cái thì ông tỉnh hoàn toàn. Ông ngồi dậy, đánh bà đó quá trời. Bà không đánh ông được cái nào hết. Sau đó thì bà chạy mất tiêu. Rồi ông lại ngủ tiếp. Sáng dậy thì thấy mặt mũi sưng trù dù, đau nhức cả người. Qua công chuyện này thì Việt Thảo có thể cho chút ý kiến trước khi mình nghe những câu chuyện khác. Có thể lúc đó ổng đấm vô mặt của ổng Rồi ổng cũng đấm luôn xuống Dách Vô dách hay là xuống giường Cái chỗ mà ổng thấy bà đó Cho nên tay ổng mới bầm tím hết Mặt ổng mới sưng chù chù Đó là có thể thôi Mời các bạn xem tiếp nha Đây là một câu chuyện khác nữa Một người bạn của ngoại Ở bên Tân Tập có người em chết Trông được một ngày thì Đứa con gái mới đẻ nó nằm mơ trong mơ thì cái bà đó nói là Người đó chưa chết Kêu thằng rể đào mộ lên để bà sống dậy Đứa con rể nó không tin nên không đào Đứa con gái cũng vậy nó không tin Tuy nhiên hai ngày liên tiếp sau lại nằm cùng một giấc mơ Lần này thì đứa con gái mới nhất quyết kêu người đào lên xem mới an tâm sau khi đào lên và mở quan tài ra thì cỡ 5 phút sau bà đó mở mắt ra thật. Rồi bà ngồi dậy. Nhưng mà bà chỉ nhớ đến hai đứa con gái và thằng rể thôi. Chứ không còn biết ai nữa hết. Mà có một điều đặc biệt là khi sống lại rồi thì bà lủi thủi sống ở trong nhà chứ bà không bao giờ đi ra đường nhất là buổi sáng và buổi chiều. Chỉ trưa và tối thì bà mới ra được. Lạ quá. Khoảng một tuần sau thì tình cờ có một ông thầy đi ngang qua cái nhà của bà đó vào buổi trưa. Đúng ngay lúc thấy bà đó đi ra khỏi nhà. Bà đó khi đi ngang qua ông thầy thì liếc ổng một cái. Sau đó thì bà đi dội vô nhà đóng cửa lại. Ông thầy thấy rồi cũng lấy lầm lạ. Ông mới đi vòng vòng trong xóm rồi sau đó ông này mới đi lại quán ăn đối diện nhà của bà đó ông mới nói với mọi người là ở trong xóm này có một con quỷ mặt đỏ nó hay chọc phá người dân nó hay làm cho hàng xóm xích mích nhau mấy người ở trong xóm cũng xác nhận là gần đây ở trong xóm thường hay cãi nhau hay là xích mích với nhau mặc dù cái chuyện chẳng có ra gì sau đó thì ông thầy lại hỏi thăm cái nhà của bà đó Ông nói là có phải cái nhà này có người chết rồi sau đó mấy ngày sống lại có đúng không? Mấy người ăn cơm ở đó mới nói đúng 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 là có chuyện này thiệt. Rồi ông mới tới nhà đó, kêu cửa nhà bà đó thì ông gặp đứa con gái và thằng con rể. Ông mới nói đó là bà không phải tự nhiên sống lại mà là có con quỷ nó nhập vào xác bà đó. Ông mới giải thích từng chi tiết. Ông nói như thế này. Cái con quỷ đó nó muốn giết đứa bé. Nên nó hay ẩm và nó tìm cơ hội. Để khi có cơ hội tới là nó giết chết đứa bé. May là hơn hôm nay tôi đi ngang qua đây. Nên tôi mới thấy được. Bây giờ nếu các chị không tin. Thì tôi cho các chị cái lá bùa khi đợi bà đi vô buồn rồi dán cái lá buồn này trước cửa buồn khi dán xong rồi thì đến kêu ẩm sáng mai ông sẽ quay lại và nhớ kỹ một điều là không bao giờ cho bà ẩm đứa bé sáng hôm sau thì ông quay trở lại thật sau đó thì ông ngồi ở quán cơm đối diện với căn nhà đó Riêng đứa con gái thì vào buổi sáng lúc bà đó vừa đi vô bù, thì nó dán cái lá bùa ở cửa cái. Sau đó nó chạy đi kêu ông thầy. Ông thầy nghe kêu biết chuyện mới đi đến nhà vừa vào, thì chỉ nghe tiếng hét của bà đó. Đứa con rể, bạn của ngoại thì ẩm đứa cháu mặt ngoài xanh lẻ ông thầy mang theo đồ nghề, ông đọc cái gì đó, sau đó mở cửa ra, ông tạc nước mà cái nước này ông lấy từ trong túi của ông tạc vô trong người của bà. Bà đó chỉ hét lên rồi bà té xuống rồi bà tắt thở trở lại. Ông thầy lúc đó lấy cái chai, ông đóng nắp rồi ông đọc cái gì đó, sau đó thì ông nói với mọi người là cái con quỷ mà nhập vô xác của bà này đã bị ông bắt rồi tại vì nó muốn hại người, cụ thể nhất là hại đứa cháu. Nếu mà bây giờ trễ thêm vài ngày nữa thì đứa cháu bị nó bắt mất hồn luôn. Sau khi sự việc xong rồi thì ông đi mà ông không có lấy tiền công gì hết. Sau đó thì đâm mà lại được tổ chức một lần nữa. Đến đây là chấm dứt những câu chuyện mang ngắn trong dòng họ của Khang Khang mà Khang Khang đã gửi cho Việt Thảo để đọc cho các bạn nghe. Đó là chuyện mình lại 797. Những câu chuyện này nhập lại cũng khá dài hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi định chia nó làm đôi. Nhưng mà sau cùng nghĩ lại thôi, để nguyên hết như là tập hợp những mẫu chuyện ma ngắn ở trong người thân, ở trong dòng họ, ở trong bạn bè, trong chồng xóm, ở nơi quê hương, ở những nơi mà khang khang đã có dịp trải nghiệm hoặc đã nghe kể lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những chuyện liên quan đến tâm linh, những chuyện liên quan đến cái thế giới thứ ba hay cái thế vô hình mà mọi người cho là đó những chuyện ma. Miệt Thảo sẽ tiếp tục nếu có thời gian kể tiếp những câu chuyện ma của các bạn gửi về. Có một điều mong các bạn đừng nóng ruột vì có rất nhiều chuyện gửi về. Cho nên việc Thảo từ từ sẽ kể lại hết cho các bạn nghe. Riêng các bạn nào không thích những chuyện ma thì xin vui lòng đừng coi. Không cần thiết phải coi. Và hãy chờ khi nào có những chuyện bên lề khác mà Việt Thảo làm về ẩm thực hay hướng dẫn mọi người ăn uống theo phong cách của Việt Thảo hay là phần tâm tình trả lời thư tính thì chúng ta hãy coi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you Cảm ơn các bạn đã xem chuyện minh lời của Việt Thảo Nhớ subscribe hay là đăng ký channel youtube của Việt Thảo Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết Khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên youtube Cảm ơn các bạn Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel youtube của Việt Thảo Dạ yeah. Xin kính chào quý vị Tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị. Có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short-Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo chuyện bên lề số 790 đến 794 nhớ vào xem đó là cuộc sống đó là quyền lợi của quý vị nhớ vào xem nha Alicia xin được cảm ơn về ngành làm đẹp Cosmo Crop, ở tại Las Vegas. Năm nay Việt Thảo khám phá được một sản phẩm vượt trội trong ngành neo của năm 2019 đó là bột nhúng Nitro Bột nhúng Nitro do công ty Nitro sản xuất có tên gọi là Nitro Healthy Dripping System Tại sao bột nhúng Nitro là vượt trội hơn những sản phẩm khác? Nó có những cái hơn đặc điểm như thế này Mịn màng hơn, tự nhiên hơn, màu sắc chuẩn xác hơn, chất lượng ổn định hơn, giá cả nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn đạt tiêu chuẩn an toàn hơn vì được làm và sản xuất tại Hoa Kỳ. Bột nhúng Nitro là sự chọn lựa tốt nhất cho các bạn của ngành đẹp. Nitro Healthy Dipping System The Best Choice Made in USA Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh đăng là dược sĩ này anh cho một cái kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra, dịch ra đó là Return to Origin trở lại nguồn nước nguyên thủy đó mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa Và tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm cùng phân tượng nước nhỏ lại 4 đến 6 lần và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao đó là Kangen Water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh bệnh hoạn bệnh tật như uống thường xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh ở số điện thoại là 714 833 8738 Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn quý vị nhớ thay đổi nguồn nước tender Water, the best water. water Hi, welcome to Excel Marketing. We are a digital marketing company based in Seattle, Washington. We've helped many businesses grow their presence online. This is Amy. Amy is responsible for marketing at Seattle Dentistry. Seattle Dentistry was struggling to get patients online. Excel Marketing helped increase her page rank on Google. We used a patented strategy to help her website reach more people. After working with Amy's company for six months, her number of patients more than doubled. We've helped dental practices, medical practices, law firms, and small businesses increase their reach and get more clients. Ask us how Excel marketing can help your business.